Hòa trong không khí vui tươi chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh các nữ cán bộ nhân viên bệnh viện. Đến dự chương trình có Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Trọng Hưng Giám đốc bệnh viện. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Trọng Hưng Giám đốc bệnh viện đã gửi lời chúc mừng và tôn vinh sự đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên nữ đối với sự phát triển của bệnh viện. Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Trọng Hưng mong rằng phái nam luôn đồng hành, chia sẻ cùng với phái nữ để mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng cao nhất của người bệnh. Cái thành tựu của chúng tôi cũng thể được ủy viện chắc chắn là không thể thiếu sự đóng góp cũng chia sẻ của tất cả chị em của chúng ta. Nhân dịp này, thay mặt đảng ủy giám đốc, đặc biệt thay mặt phái mạnh phái nam, nếu trong quá trình hoạt động chúng tôi chưa thể mạnh được thì mong chị em cổ vũ cùng đồng thông. Chúc các chị em chúng ta đầu tiên là sức khỏe, sau đấy là tinh thần luôn vui vẻ và gặp khá được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống, và tôi mong điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này sẽ đến với bạn từ Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Trọng Hưng đã gửi tặng bó hoa tươi thắm đến toàn thể nữ cán bộ nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đại diện là Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà. Cũng nhân dịp này, khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã gửi tặng những bông hoa chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ tới các bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Một lần nữa, bệnh viện xin gửi lời chúc đến một nửa thế giới sẽ luôn dồi dào sức khỏe, xinh đẹp, thành công trong cuộc sống.